buổi sáng là 5 giờ là nhân viên có nhân viên ngủ ở đây là sẽ thức dậy chuẩn bị cái phần sườn với lại xương hầm chung, chuẩn bị cho phần nước lèo cho buổi sáng để bán. Bắt đầu khoảng 7 giờ, 7 rưỡi là có khách vào, mà lượng khách đông nhất đó là buổi trưa. Thì buổi trưa tập trung là khách văn phòng nhiều lắm, có khi kín chỗ luôn. Doanh thu thì khoảng một ngày khoảng 10 triệu. Mỗi ngày trung bình là từ 2 đến 300 tô. Có khi cuối tuần thứ 5 thứ 6 thì 300, hơn 300 chút. Hàng tháng là trích 50% để trang trải cho nguyên liệu và mấy cái chi phí sinh hoạt cho quán. 30 chi trả tiền cho nhân viên. Nhân viên thì ca sáng là được 4 triệu một ca, ca tối thì được 3 triệu. Ca tối thì thời gian là từ 4 giờ đến 9 giờ. Hủ tiếu mực thì cũng bây giờ ở ngoài thị trường cũng nhiều lắm, mà hủ tiếu mực ngoài là hiện tại là không có cái nước sốt khô. Nước khô là từ cà chua ở trong đó có thịt xay với lại tỏi để mà hòa quyện vô, trong đó là có tôm nữa. Trong cái tô tiếu là có 4 món: mực tươi, lại tôm, lại sò điệp, lại sườn non. Cái phần mực á với sò điệp thì nó rất là tươi, anh ninh vừa kỹ nên là nó hơi mềm, ninh xong thì nước nó ngọt lắm. Nghĩ là mọi người tới đây thì nên ăn hủ tiếu khô hơn, thì hủ tiếu khô là có cái phần nước sốt là do anh chủ tự làm, rất là ngon. Quán mở cửa bán là từ 6 giờ rưỡi sáng cho tới 9 giờ rưỡi tối. Trong khoảng thời gian đầu thì nước lèo cũng chưa có được hoàn chỉnh, tức là chưa có được vừa lòng khách. Rồi sau đó những khách hàng ăn thì họ góp ý vô cho mình, rồi cái sau đó tổng hợp lại cái ý kiến của khách hàng và mình đã điều chỉnh lại cái nước lèo sao cho nó ngon nhất và hoàn thiện nhất để phục vụ cho khách hàng.